Ayo. ACAKTT. 2, 3, 1, 2. Để ta nói cho mày nghe, để ta dạy cho mày biết. Cảm ơn vì mày đã cho tao biết, đến lúc đáp trả những lời trên mic của mày bây giờ là cần thiết. Nhạc của tao không có bão, không có mưa, mà chỉ có cái chất thật nó đã tồn tại từ ngày xưa. Không có những cơn giông thì làm sao có những ngày nắng, và không có nét bút hơi mà thì làm sao biết tay mày trắng. Cái nhà mà mày đang ở cũng chỉ miệng lưỡi thêm vào mánh, và nhìn thuộc diện bây giờ dù có thế nào thì tao đây cũng thắng. Tao làm vì đam mê, còn mày làm vì thương mại. Nhìn lũ chó bán mạng cho mày, với tao thật lòng thương hại. Mày bại rồi lại chạy, nhớ là tao giải siêu xét đến cùng thì cả cuộc đời mày cũng chỉ là thằng ăn hại. Đậu mẹ, không đáng để reply, hay không sức để reply nên kêu mem rep bảo vệ sai. Hai đời rồi con dài, đéo phải chờ gì mới, mày vẫn như là con nít nhờ cái miệng dẻo mà làm tới. Mày hô hào cho cố cùng anh em làm kỳ công, đàn anh lợi dụng chất xám từ nhỏ mày thấy có kỳ ông. Rồi đến lúc mày làm sao có chia tụi nó được đồng nào, bắt những free âm tiền hát mà cứ mở miệng là vì đồng bào. Nói chuyện thì đủ má đó, cứ như là đúng rồi. Đúng ừ thì đúng vì mặt mày dày bằng đít nồi. Mấy thằng tin mày nghe mày đều lãnh đạn thay mày hết, để tao xem bản chất của mày có lỗ trước cái ngày mày chết. Sớm thôi, đại tướng gạt người. Mày gạt người thì được chứ làm sao mánh mà gạt đời. Đem cái mắt của sao xe rap mà thu lợi thì tuyệt vời. Nhưng mày đéo gạt được tao, kể cả khi mày gạt được trời. Sao xe rap không thể sập chứ cái lúc mà mày ra tù. Mấy thằng hồ theo mày bây giờ phần lớn là bị mù, phần nhỏ vì tình nghĩa nghe mày hú nghe mày la. Ai đang nghe nói ca tam quốc thì tỉnh mộng liền đi mấy ba. Không lại xong dở chết dở đến lúc mà hết, đỡ chăn chối thì cũng đã muộn, mang uất ức đến khi hết thở. Mày mà đâu có biết bao nhiêu thằng mắc nợ vì mày. Tụi thèm phém thì đâu cần thiết mà để tâm đến mấy chuyện này. Mày sẽ chết và thắc mắc cổ ngon do ai sắp, nhưng mày sẽ biết được mộ mày do ai đắp. Trên mày mà tướng năm sao cũng chưa gọi là cao cấp, trên tao thì chẳng lo vì vấn đề là không đủ sao đắp. Mày muốn cặp hay không muốn cặp thì nhạc mày cũng dở như hạch. Mày xuống tập mày gặp do sắc, mày chỉ biết lù như con cá chạch. Láo đúng láo, nhờ người ta mua cái tên mày thì có thể đại diện rap miền Nam sao. Tao cũng là sao sai, anh em tao cũng là sao sai, và ai cũng biết vì sao. The best of the sound. Mày cũng là sao sai, lũ chó nó cũng là sao sai, và ai cũng biết vì sao. Mày nằm best of the sound. Nói một lời công bằng, nhạc mày chỉ nên hát ở K3. Thằng nào biết sao sẽ rap thực thụ là gì sẽ đá mày ra xa. Lợi thế của mày chỉ là cái miệng dở ba hoa, còn về trình nhạc thì dậm chân mãi mãi ở tét loa. Bảo ơi là bảo, anh đã bảo mà bảo không nghe, bảo đảm luôn với bảo. Ra tới đảo thì bảo cũng không che được cái mục đích đốn mạc của thằng chó đó. Và nếu có gì là không phe thì anh phải dập cái thằng chó đó. Cứ đi mà lật những cây sách sau xe rap của ngày xưa. Thằng khốn đó giờ quay lại và tiếp tục cắn nó tờ lưa. Nó cắn luôn cả việc rap, vậy thì nó phắn có được chưa. Nó lì mà không chịu phắn, vậy thì mình bắn nó được chưa. Để tiếp tục câu chuyện mình sẽ cắn tí hột dưa. Cười về sự thật, ai đã giúp nó tìm cơn mưa. Tiền clip nó còn thiếu không biết bây giờ trả đủ chưa. 6 triệu giờ có trả hay lại hổ báo luật đường thưa. Là sếp trong hàng VIP còn mày là kiếp trong chợ tiếp. Tao cứ xếp thêm bài VIP để cho Highland mày được rip. Tao mãi mãi không ngang tầm mày vì lý lịch sạch. Chưa đi tù mày mãi mãi không gặp được tao cái thằng giọng ái hay thích đú. Và nếu hô hào cộng đồng là để kiếm tiền cho mày xài thì dẹp cái đi nha cái thằng BD hay diễn hài. Nhớ nè, những việc xấu mày không thể giấu mãi bằng lời, nhưng đây cũng là dịp tốt để lũ chó ngu của mày học cách nhìn đời. Tao cũng là sao sai, nên tao cũng là sao sai, và ai cũng biết vì sao. The best of the sound. Mày cũng là sao sai, lũ chó đó cũng là sao sai, và ai cũng biết vì sao. Mày nằm bét ở đằng sau. Tao cũng là sao sai, nên tao cũng là sao sai, và ai cũng biết vì sao. The best of the sound. Mày cũng là sao sai, lũ chó đó cũng là sao sai, và ai cũng biết vì sao. Mày best of the sound. Mày mua được cái tên miền là mày có quyền lấy tên sao sai rap. Mày đéo phải sao sai rap đâu cô. Với lại đừng có gơ mặt tít của homie tao vô vàng ngạc của mày. Không có ai đồng ý hết á. Surprise đéo có liên quan với sao sai rap đâu nha cô. Bớt đi. Đó là hết phần nhạc rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần quảng cáo của seller mới tuyển của The Family Production. Sắp tới chúng tôi sẽ đến với những sản phẩm phục vụ cho cộng đồng sao sai rap lớn mạnh. Và sau đây là phần quảng cáo do Mr. Mark phụ trách. The Family và các home hiện đang mở dịch vụ cho mượn quần áo, giày dép, xe để quay clip, nhận giới thiệu các bé khờ khạo cho các rapper có nhu cầu đi dạy dạo và cung cấp các biện pháp tư vấn phá thai không cần dùng thuốc hoặc đi nạo, đặc biệt là cung cấp túi đựng hột dưa không cần bỏ vào ví, bất tiện khi đi dạo lắm.
và các hàng loạt dịch vụ khác để giảm bớt nhu cầu chơi bẩn và ăn bám của cộng đồng bạn bè. Vâng, và đã kết thúc phần của Mr. Mac. Anh có gì phát biểu thêm không? Cuộc sống này bớt bút lọt đi, mày còn thiếu tao 6 triệu đó. Biết không, Nguyễn Quốc Thanh Liêm, con của Nguyễn Văn Thông. Nguyễn, mày đừng để có ngày tao tới nhà mày tao đòi nha. Đòi là đòi lên tới đầu cha mày á. Nghe không? Hiểu rồi, và lời cuối anh có gì nói với anh ấy không? Hay là anh thua chết mẹ luôn.